Rồi, xin chào mọi người. Thì hôm nay trong cái phần thủ thuật Excel thì muốn hướng dẫn cho mọi người một cách là tổng hợp số liệu của nhiều trang tính khác nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta cái đây là một cái thủ thuật, ví dụ như là chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ có ba cái trang tính, nó có ba số liệu của ba tháng khác nhau. Thường thường chúng ta phải tính toán trên từng cái trang tính, chúng ta sẽ lấy số tổng, sau đó chúng ta sẽ cộng dồn lại thì chúng ta sẽ đưa vào một cái trang tính tổng hợp như vậy. Nghĩa là chúng ta phải làm trên từng sheet, từng trang tính, và sau đó mình mới tổng hợp ở đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái công cụ rất là nhanh. Nếu chúng ta sẽ có cái dữ liệu của 3 tháng có cái cấu trúc file, cấu trúc của trang tính giống nhau, có số liệu của nhiều tháng, thậm chí chúng ta có rất là nhiều cột khác nhau. Thì làm sao chúng ta tổng hợp, bấm tổng một cái nó sẽ tính tổng cộng dồn tất cả những cái dòng giá trị này lại với nhau của từng tháng. Thì muốn làm được như vậy, đầu tiên chúng ta để con trỏ vào trong cái sheet tổng hợp, chúng ta vào trong cái mục data, chúng ta vào cái mục gọi là consolidate. Thì đây chúng ta muốn tính tổng hay là chúng ta muốn đếm hay là chúng ta muốn tính trung bình hay là chúng ta muốn tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hay là tích, vân vân. Ở đây thì mình đang tính tổng. Thì đầu tiên, cái vùng đầu tiên này chúng ta sẽ chọn cái trang tính đầu tiên, chúng ta sẽ chọn số liệu. Ví dụ như mình chọn hết bảng. Mình bấm vào S. Tiếp theo mình chọn trang tính thứ hai. Chúng ta lưu ý khi mình chọn trang tính thứ hai thì ở đây nó tự động nó hiện ra là tháng 2, sheet thứ hai nè, và bấm S. Tương tự mình chọn tháng 3, bấm S. Thậm chí chúng ta có cả mấy chục tháng thì vẫn có thể tính được. Và chúng ta lưu ý chúng ta lên bấm vô đây để chúng ta xem có cái nhãn của hàng và nhãn của cột. Và sau đó chúng ta nhấn OK. Rồi khi chúng ta nhấn OK một cái thì chúng ta thấy đây là tổng hợp của 3 tháng cộng dồn lại ở đây cho chúng ta. Dựa vào cái kỹ thuật thuật này thì chúng ta sẽ tính toán tổng hợp một cách dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Rồi vậy là đây mình xin kết thúc cái phần này ở đây.